trời xanh mây trắng, xuôi dòng Cửu Long Giang, mênh mông rừng tràm bạc ngàn dừa sắc. Mới đây, ca sĩ Lê Tuấn đã đến thăm ca sĩ Tô Thanh Phương tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Mấy ngày qua, thông tin ông đang chống chọi nhiều bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn được nhiều người trong nghề, khán giả quan tâm. Khi đến thăm, Lê Tuấn hát một đoạn trong bài ca Đất Phương Nam cho Tô Thanh Phương nghe. Đây là nhạc phim Đất Phương Nam, tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Tô Thanh Phương. Chỉ hát được vài câu, Lê Tuấn đã bật khóc nức nở vì thương cho đồng nghiệp, nghệ sĩ về già gặp khó khăn. Ca sĩ hy vọng sẽ có nhiều người giúp đỡ Tô Thanh Phương điều trị bệnh. Tại buổi gặp mặt, hai người cũng tranh thủ ôn lại kỷ niệm. Anh Tô Thanh Phương mà trẻ rất là phong độ, rất là đẹp trai, nhưng mà Tuấn mến Tô Thanh Phương có tài là một ca sĩ có nghề, hát có nghề, có đào tạo. Và sách một tính nữa là anh Tô Thanh Phương á, hát xong là đi về nhà, không có đi nhậu nhẹ, không có, cũng giống Lê Tuấn cũng vậy, hát xong đi về nhà mà ảnh lại được nhiều người phụ nữ thương lắm, nhưng mà ảnh rất là đàng hoàng, ảnh rất là đàng hoàng, thành ra mình quý Tô Thanh Phương điều đó, đúng không? Vũ Thanh Phương hát lúc nào cũng là vợ con, cho nên là bắt buộc là phải ghé thăm Tô Thanh Phương thôi. 15 năm qua, vì bị tai biến, Parkinson nên mọi sinh hoạt của Tô Thanh Phương phụ thuộc vào vợ. Hiện vợ chồng ông sống tại một căn chung cư cũ ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Vì bệnh tật, ông không thể đi lại bình thường, cũng không thể nói chuyện được. Ông còn mắc chứng xơ vữa động mạch, hở van tim ba lá, vì thế ông dần rời xa sân khấu. 3 năm nay, bệnh tình của ông chuyển biến nặng hơn. Thời gian đầu bị bệnh, ông trị ở bệnh viện tư nhân, nhưng dần cạn kiệt tiền bạc, giờ khám ở bệnh viện công, theo diện bảo hiểm y tế. Điều kiện kinh tế của gia đình ông cũng hết sức khó khăn. Những năm trước, ông giấu chuyện bệnh tình khó khăn trong đời sống. Gần đây, diễn viên Hùng Thuận đã kêu gọi mọi người giúp đỡ ông.